Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện audio. Mình tiếp tục gửi cho tất cả các bạn bộ truyện Kết Minh Hôn. Rất mong các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh, comment cảm xúc của tất cả các bạn ở phía dưới và bình luận. Rồi, chúng ta cùng nhau đến tập 102 của ngày hôm nay. Chúng tôi ăn sáng ở nhà ga, rồi lên xe đi thẳng vào nội thành. Ở trên đường, tôi cùng Lão Phong phân tích một chút tình huống trước mắt thêm lần nữa. Sau khi tính toán một chút, cuối cùng cậu ấy đề nghị gọi Dương Tuyết tới. Dù sao ba người chúng tôi cùng phối hợp rất ăn ý, có Dương Tuyết ở bên cạnh thì thực lực cũng có thể tăng thêm. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, tôi cũng đồng ý đề nghị của Lão Phong. Huống chi hôm nay lại là cuối tuần, có lẽ cô ấy cũng không có tiết học, cho nên tôi đã trực tiếp gọi điện thoại cho Dương Tuyết. Sau khi Dương Tuyết nhận điện thoại của tôi, cô ấy tò mò hỏi. Tôi cười cười, sau đó nói thẳng. Dương Tuyết, tôi và Lão Phong có hẹn, hôm nay cô có rảnh không? Dương Tuyết cười cười rồi nói. Cũng coi như là vậy đi, chúng ta cùng nhau đi bắt quỷ, lại là một con sắc quỷ đấy. Trước mắt tôi thì vẫn chưa biết chi tiết toàn bộ như thế nào. Nếu mà cô rảnh thì tới đây, không có rảnh thì thôi cũng được. Tôi tiếp tục nói. Dương Tuyết trả lời. Dương Tuyết cũng rất trực tiếp và rất dứt khoát. Được thôi. Các trường học của các cô không có xa lắm đâu. Một chung cư có tên là Gia Viên Hạnh Phúc, tôi sẽ liên lạc với cô qua điện thoại sau. Dương Tuyết nghe xong, trực tiếp gật đầu đồng ý. Sau khi tắt điện thoại, tôi và Lão Phong cũng trò chuyện thêm mấy câu. Khi đi vào thành phố, chúng tôi bắt được một chiếc xe taxi đi thẳng đến chung cư Hạnh Phúc. Kết quả là sau khi đến nơi mới phát hiện đây là một tòa chung cư mới, tỷ lệ dân đến sinh sống còn rất thấp. Xung quanh còn có một số công trường đang xây dựng. Sau khi quan sát xung quanh vài lần, tôi thấy cũng không có gì quá đặc biệt, liền gọi điện thoại cho Tiểu Mạn. Điện thoại của cô ấy rất nhanh đã được kết nối. Tôi nói với cô ấy rằng tôi đã đến cổng khu chung cư và hỏi cô ấy là đang ở đâu. Tiểu Mạn nghe tôi nói đã đến cổng chung cư, liền vội vàng mở miệng nói. Nói xong, Tiểu Mạn liền cúp điện thoại. Tôi và Lão Phong lấy ra một điếu thuốc, sau đó vừa chờ vừa hút thuốc. Trong lúc chờ đợi, Dương Tuyết cũng bắt một chiếc taxi đến đây, nhưng mà còn có Tử Lâm Tĩnh cũng đi theo tới. Ngay khi Tử Lâm Tĩnh vừa xuống xe, đã hùng hổ tới chỗ của tôi và Lão Phong. Các anh mà đi bắt quỷ không có gọi cho tôi, thật đúng là không có nghĩa khí mà. Tôi và Lão Phong có hơi xấu hổ, bắt quỷ cũng không phải là chuyện tốt gì. Cô còn ở đó mà ồn ào mà đòi than ra. Từ Lâm Tĩnh, mùa giải mới đến rồi đây, không có bận leo danh hay sao, còn đòi đi theo làm cái gì? Tôi mở miệng trêu ghẹo, sau đó cô ấy trợn mắt nhìn tôi. Này cái ông chú Đinh Phàm chết tiệt này, tôi chính là đạo sĩ của phái Mao Sơn đó. Có quỷ để bắt, còn leo danh cái gì nữa chứ? Hơn nữa các anh cũng không kéo tôi căn bản là không có leo danh được. Quan trọng nhất là lần trước đi núi Lang Nha, các anh cũng không có gọi cho tôi, thật không có vui chút nào đâu. Từ Lâm Tĩnh bình tĩnh nói, dường như vô cùng không hài lòng đối với tôi và Lão Phong. Tôi chỉ cười cười, cũng không nói nhiều. Cuộc tấn công vào núi Lang Nha là do Mộ Dung Ngôn tổ chức, tôi và Lão Phong chỉ nhận nhân tiện mà tham gia một chút thôi. Hơn nữa, chiến dịch này cũng gián tiếp dẫn đến cái chết của sư phụ và sự mất tích của Độc Đạo Trường, chúng tôi không có nói nhiều về chuyện này nữa. Nhưng vào lúc này, Tiểu Mạn đã nhanh chóng chạy ra khỏi tiểu khu. Này, Đinh Nguyên Bảo. Vừa nghe thấy âm thanh này, tôi đã nhanh chóng quay đầu lại. Người tới không phải là ai khác, chính là Tiểu Mạn. Tiểu Mạn cả người mặc quần áo thoải mái, gọn gàng và tươm tất. Nhưng dáng người cao gầy cùng khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy cũng thỉnh thoảng hấp dẫn ánh mắt của người qua đường. Tôi đây Tiểu Mạn. Tôi mở miệng nói, đồng thời mang theo mọi người đi tới. Tiểu Mạn không nghĩ tới lần này tôi sẽ dẫn theo ba người nữa cùng tới, trong lòng cũng thêm phần nào an tâm hơn khi có chúng tôi ra tay giúp đỡ. Chuyện của bạn thân cô ấy chắc là có thể giải quyết dễ dàng đây.
Tiểu Mạn chào hỏi qua với mọi người, sau đó liền mang theo bọn họ vào tiểu khu. Trên đường đi, cô ấy đã giải thích ngắn gọn về tình huống hiện tại, đồng thời còn nói cho chúng tôi biết người bạn thân Tiểu Lan của cô ấy tình huống hiện tại không có được tốt lắm. Đối với việc này, mọi người thì đều hiểu, không ai bị quỷ quấn thân mà có thể có trạng thái tốt cả. Nhưng biểu hiện thường gặp nhất chính là sợ ánh sáng, tim đập nhanh, mất ngủ, thần kinh căng thẳng, vân vân. Rất nhanh, chúng tôi đã đi lên thang máy tầng 18 và vào trong nhà của Tiểu Mạn. Hai phòng ngủ, trong phòng còn rất sạch sẽ. Là một người trừ tà, phản ứng đầu tiên khi tiến vào nhà chính là quan sát xem căn phòng này có tồn tại âm khí hay không, còn có bố cục phong thủy của căn phòng này có hợp lý hay không. Chúng tôi nhìn lướt qua, thấy căn nhà này không có vấn đề gì, mọi phương diện đều khá ổn và không thấy có điều gì bất thường. Tiểu Man bảo chúng tôi ngồi ở trong phòng khách trước, sau đó cô ấy vào trong phòng gọi bạn thân của mình ra. Chúng tôi gật đầu rồi ngồi xuống sofa. Vừa mới ngồi xuống, Từ Lâm Tĩnh liền mở miệng nói: "Mấy người có nhìn ra manh mối gì không?" Tôi liền lắc đầu, tôi thì không có tìm thấy cái thứ gì cả. Lão Phong thì cũng lắc đầu theo tôi, cũng không có phát hiện gì. Nhưng Dương Tuyết lại cau mày, nhỏ giọng nói: "Tôi có chú ý tới một vài chi tiết ở dọc đường đi lên đây, trên mặt đất có rất nhiều tro đen đấy. Vừa rồi khi tới cửa, tôi cũng nhìn thấy cái thứ này." Tro đen? Mọi người đều không hiểu, tôi và Lão Phong trực tiếp đứng dậy đi ra cửa xem lại một chút. Đúng là có một ít tro đen trên mặt đất ở cửa ra vào. Tôi lấy tay xoa một chút, sau đó lại ngửi ngửi. Phát hiện tro đen này không phải là tro cỏ bình thường mà là tro giấy. Sau khi phát hiện ra điểm bất thường này, tôi quay lại phòng, đem phát hiện này nói cho mọi người, ai nấy đều có chút khó hiểu, chỉ có thể đợi lát nữa gặp đương sự và hỏi tình hình như thế nào. Sau khi phân tích thì sẽ có kết quả thôi. Một lát sau, bạn thân của Tiểu Mạn cùng với cô ấy từ trong phòng đi ra. Đây là một cô gái rất bình thường, mới ngoài đôi mươi, có đôi mắt tròn to, dịu dàng và trầm tĩnh. Nhưng trạng thái tinh thần của cô ấy đúng là không có được tốt lắm. Sắc mặt thì có chút tái nhợt, dưới mắt có quầng thâm rõ ràng là do thiếu ngủ mà thành. Sau khi cô ấy xuất hiện, mọi người đều đứng dậy. Lúc này Tiểu Mạn thì cũng lên tiếng: "Tiểu Lan, mấy vị này đều là bạn của tớ, bọn họ đều là đạo sĩ vô cùng lợi hại. Cậu chỉ cần nói cho bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra, bọn họ sẽ giúp cậu giải quyết thôi." Tiểu Mạn nói xong, Tiểu Lan thì cũng miễn cưỡng cười và gật đầu chào hỏi. Sau đó tất cả mọi người đều ngồi xuống, mà tôi đã lên tiếng mà hỏi trước: "Xin hỏi Lan tiểu thư, xin hỏi cô bắt đầu nhận được thỏi vàng từ khi nào vậy?" "Từ đó thì vẫn còn chứ. Còn nữa, trước và sau khi chuyện này cô có gặp qua chuyện gì đặc biệt hay không?" Tôi liên tiếp hỏi ba vấn đề, những người còn lại đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lẳng lặng nhìn Tiểu Lan. Tiểu Lan do dự một lát, cô ấy hít sâu vào một hơi, sau đó mở miệng nói: "Tầm khoảng một tháng trước, tôi mới chuyển đến căn nhà mới này chưa có đến một tuần, không hiểu sao lại nhận được cái thỏi vàng này. Mọi người đợi tôi một chút." Nói xong, Tiểu Mạn đứng dậy đi vào trong phòng, sau đó mang ra một cái túi. "Đây, trong này chính là những thỏi vàng giấy đó, đây cũng chỉ là một ít trong số đó thôi." Nói xong, cô ấy mở túi ra. Sau đó chúng tôi liền thấy trong chiếc túi này có mấy thỏi vàng lớn nhỏ, thậm chí có thỏi lớn bằng nắm tay. Những thỏi vàng này không chỉ xếp chồng lên nhau mà còn có màu sắc vô cùng hoàn mỹ. Ngay cả tôi từ nhỏ đến lớn lên ở trong cửa hàng tang lễ cũng đều không thể có tay nghề này. Mọi người lần lượt lấy thỏi vàng này ra xem. Thấy cái khối vàng này cũng không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt, ngoại trừ việc chúng tôi được chế tác rất tốt. Phần còn lại không khác gì đồ đạc làm ở cửa hàng tang lễ cả. Mà Tiểu Lan thì lại tiếp tục nói: "Nếu như có chuyện gì đặc biệt, quả thực cũng không có đâu. Trước và sau khi chuyển nhà, tôi đều ở trong phòng. Hơn nữa, nơi đó tôi đã ở hơn một năm, cũng không có bất cứ vấn đề gì." Nghe đến đây, chúng tôi có chút nghi ngờ. Nếu chuyện gì cũng không làm, sao Tiểu Lan lại chọc phải một con quỷ muốn cưới cô ấy đây? Trong lòng tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn tiếp tục hỏi thêm vài cái vấn đề. Từ câu trả lời của Tiểu Lan, xem ra trước khi xảy ra chuyện thì không khác ngày thường là mấy. Gần như là 3 điểm và một tuyến đường, công ty, siêu thị và nhà. Kết quả ở chỗ này, hỏi thăm nửa ngày, chúng tôi ngoại trừ việc phát hiện tro đen ở cửa ra cũng không có thêm bất kỳ manh mối gì.
Tiểu Lan thấy tất cả chúng tôi đều có vẻ mặt nghiêm nghị, không khỏi có chút lo lắng nói: "Đinh đạo trưởng, anh xem tình huống của tôi thế này có khả năng cứu được hay không? Tôi còn chưa có muốn lập gia đình, lại càng không muốn gả cho một con quỷ. Anh hãy giúp tôi đi." Nói xong, Tiểu Lan đột nhiên trở nên kích động, nước mắt không nhịn được mà tuôn ra từ hốc mắt, cả người tâm tình trở nên rất kích động. Tiểu Mạn và Dương Tuyết vỗ vỗ cổ ấy, mà tôi thì khoanh tay trước ngực nói: "Lan tiểu thư, chuyện này cô cứ yên tâm, nếu chúng tôi đã đến đây thì nhất định có thể xử lý tốt. Mặc dù hiện tại thì có rất ít manh mối, nhưng không phải tên kia đã nói rồi sao, tối nay sẽ tới. Nếu như đã như vậy thì chúng ta liền ở chỗ này ôm cây mà đợi thỏ, nhìn xem đêm nay tên đó có phải thật sự dám đến hay không." Nhưng tôi vẫn sợ, Tiểu Lan tiếp tục nói. Tiểu Mạn thì không ngừng an ủi cô ấy, kêu cô ấy là nhất định phải tin tưởng vào chúng tôi. Sau đó chúng tôi kiểm tra lại căn phòng này, kiểm tra từng đồ đạc, giường ngủ trong nhà thật cẩn thận. Nếu như có thể tìm được nguyên nhân, có thể kê đơn đúng bệnh thì rất tốt. Như vậy không chỉ có thể giải quyết chính xác mọi việc mà còn không cần phải lăn qua lộn lại như bây giờ. Và lý do tại sao chúng tôi làm điều này là vì sợ rằng những thứ này có thể lây nhiễm những thứ không sạch sẽ, thông qua công ty đổ nội thất mà đưa vào trong nhà khiến cho Tiểu Lan bị lệ quỷ quấn thân. Nhưng sau một hồi kiểm tra thì thấy trong phòng này bất cứ vật gì cũng đều không có loại tình huống gì. Sau khi đánh giá toàn bộ căn phòng từ trên xuống dưới một lần, chúng tôi định đi ra ngoài đi dạo một chút, nhìn bốn phía xem tiểu khu này xem có bãi chôn tập thể và mộ hoang hay không. Nếu có thì có thể có rất nhiều cô hồn dã quỷ ở đây. Chỉ cần những thứ bẩn thỉu này còn tồn tại, có lẽ trong lòng sẽ sinh ra ác niệm, thấy người sống có dương khí yếu liền có thể quấn lấy thân. Loại chuyện này cũng không có hiếm thấy, có thể nói rất nhiều người đều là như vậy, không biết thế nào lại bị du hồn dã quỷ quấn lấy. Sau đó tôi và Lão Phong rời khỏi nhà và chuẩn bị đi dạo bên ngoài tiểu khu. Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh đều ở lại trong nhà, có các cô ấy ở đây, họ luôn có thể chú ý đến tình hình của Tiểu Lan. Nếu có biến cố xảy ra cũng có thể kịp thời mà ứng phó. Sau khi tôi và Lão Phong ra khỏi tiểu khu cũng không có mục đích gì, chỉ đi loanh quanh khắp chỗ này. Bởi vì xung quanh có rất nhiều tòa nhà mới xây, cho nên xung quanh cũng có rất nhiều công nhân xây dựng. Lúc này cũng sắp đến giờ cơm, rất nhiều công nhân đều lục đục đi ra ngoài ăn cơm. Đi tới đi lui, tôi đi tới trước một công trường đang xây dựng, mà lúc này cuộc trò chuyện của hai người công nhân xây dựng bỗng nhiên hấp dẫn tôi và Lão Phong. "Ê, Lão Trường, nghe nói anh rất dũng cảm hả?" Một công nhân đội mũ bảo hiểm đột nhiên mở miệng. "Nói anh nhỉ, từ lâu tôi đã có tiếng to gan rồi, mà ở thôn chúng tôi chính là người to gan nhất đấy." Anh công nhân đội mũ bảo hiểm cười cười. "Nếu mà anh to gan, có dám đi đến ngọn núi nhỏ bên kia hay không?" Nghe đến đó, tôi và Lão Phong đã quay đầu nhìn một cái. Cách đó khoảng cách 2-3 dặm có một ngọn núi nhỏ. "Cái gì chứ, ngọn núi đó sao? Có đáng sợ như khu mộ hoang ở sườn núi sau thôn chúng tôi không?" Người công nhân khỏe mạnh khinh thường mở miệng nói. Công nhân đội mũ bảo hiểm tiếp tục nói. "Có đáng sợ hay không tôi cũng không có biết được. Nhưng gần đây tôi nghe nhân viên ở ngọn núi kia nói, mỗi buổi tối vào lúc 12 giờ đêm, bọn họ có thể nghe thấy tiếng kèn sofa và tiếng hát khí khúc đấy. Hơn nữa tôi còn nghe nói, có một người công nhân đã nhìn thấy trong khu rừng của ngọn núi nhỏ kia, có một đội rước dâu đi ra. Đám công nhân ở bên kia cũng suy đoán bên đó là có cái ổ quỷ, có quỷ còn đang tổ chức hôn lễ." Tôi và Lão Phong đang tìm kiếm mà không có manh mối gì, nhưng đúng lúc này lại nghe được những lời như vậy. Trong lòng nhất thời chấn động, lộ ra một tia kinh ngạc. Có người thực sự thấy được đội đón dâu, hơn nữa đêm hôm khuya khoắt còn có tiếng hát hí khúc. Điều này nhất định là thu hút sự chú ý của mọi người, nơi hoang vu hẻo lánh mà sao có thể có tiếng hát hí khúc đây. Cho nên, nơi mà hai người công nhân xây dựng này nói rất đáng để đi tìm tới để nghiên cứu một chút xem. Mà lúc này, hai người công nhân kia thì đã đi ra xa. Tôi nhìn bọn họ rời đi, sau đó mở miệng nói với Lão Phong. "Lão Phong, mà chỗ bọn họ vừa nói tôi cũng cảm thấy cần phải đi xem một chút đấy." Lão Phong cũng trực tiếp gật đầu, tỏ vẻ là đồng ý. Chuyện quan trọng ở trước mắt, sau khi tôi và Lão Phong thống nhất ý kiến, liền trực tiếp đi về phía sườn núi nhỏ cách đó không xa. Sườn núi nhỏ kia cũng không có lớn, chiếm diện tích cũng không nhiều, xung quanh nó là những tòa nhà đang được xây dựng,
Nơi chúng tôi muốn đến đang được quy hoạch thành công viên thành phố. Bởi vì khoảng cách cũng không xa, cho nên không bao lâu thì tôi cùng với Lão Phong đã đi tới dưới sườn núi nhỏ. Mà bên ngoài sườn núi đã bị máy xúc đào xới vô cùng lầy lội, hai chúng tôi bước từng bước đi về phía trước, rất nhanh liền tiến vào trong khu rừng. Nhưng khi vừa đi vào thì tôi và Lão Phong đã ngửi thấy mùi giấy cháy khét nồng nặc. Không chỉ như vậy, nhìn xung quanh, trong núi có rất nhiều ngôi mộ. Có một số đã khá lâu năm, mấy ngôi mộ này đều đã sụp đổ, có một số ngôi mộ còn treo cờ chiêu hồn. Tôi và Lão Phong đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Mẹ ơi, nơi này vậy mà có nhiều ngôi mộ như vậy sao? Tôi vô thức mở miệng nói, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Càng đi vào trong, chúng tôi càng cảm thấy lạnh lẽo. Nói rõ ra thì nơi này có âm khí vô cùng nặng, nhưng ngoại trừ âm khí, hai chúng tôi cũng không có cảm giác được có sự tồn tại sát khí. Sườn núi không lớn, hai chúng tôi gần như đi khắp nơi cũng không phát hiện ra nơi nào quá đặc biệt. Chỉ khi đi đến đỉnh núi, tôi mới thấy một vài hình giấy trắng bị hư hỏng. Những thứ này xuất hiện ở trên sườn mộ cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên, cho nên tôi và Lão Phong căn bản là không có để ý tới. Sau khi rời khỏi sườn núi, Dương Tuyết đã gọi điện thoại cho tôi, hỏi là hai chúng tôi tìm kiếm ở bên ngoài là như thế nào rồi, hiện tại là đang ở chỗ nào. Nghe Dương Tuyết hỏi, tôi lập tức kể lại cho cô ấy nghe những gì tôi và Lão Phong nghe được từ trong lời của hai công nhân xây dựng kia. Dương Tuyết nghe xong cũng có chút kinh ngạc. Nếu có người đang thảo luận chuyện này, vậy chứng tỏ chuyện này cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Dương Tuyết cũng khẩn trương nói. Tôi lộ ra một tiếng cười khổ. À, tôi xem rồi, bây giờ sắp trở về, nhưng mà tôi và Lão Phong không có phát hiện được gì cả. Ngoại trừ có rất nhiều ngôi mộ thì không có cảm nhận được một chút sát khí nào cả. Dương Tuyết thấy tôi và Lão Phong không có thu hoạch gì thì cũng không khỏi thở dài, nói hai chúng tôi không tìm ra manh mối thì nhanh trở về đi, liền ở trong phòng mà chờ. Tuy rằng biện pháp có hơi ngốc một chút, nhưng chỉ cần trông coi Tiểu Lan, nhất định có thể bắt được tên kia. Sau đó tôi ừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Tôi cùng với Lão Phong trực tiếp trở về nhà của Tiểu Lan, mà tình huống của Tiểu Lan vẫn không được tốt cho lắm, đặc biệt là khi thời gian trôi qua, trời dần tối thì cô ấy có vẻ cực kỳ lo lắng, mà mọi người cũng đồng loạt thảo luận và phân chia công việc cho từng người một. Sắp xếp công việc xong, cũng đã đến giờ cơm tối, mọi người gọi đồ ăn ở bên ngoài, sau đó liền yên lặng chờ quỷ mà tới cửa. Bởi vì trạng thái tinh thần của Tiểu Lan rất kém, cũng không có chịu nổi bị kích thích. Sợ buổi tối con quỷ kia sẽ đến sẽ tạo thành một ít bóng ma tâm lý cho Tiểu Lan. Vì vậy vào khoảng 10 giờ tối, tôi nhờ Lão Phong ghim chân cô ấy mà để ngủ. Làm như vậy, đối với cô ấy, đối với hành động kế tiếp của chúng tôi đều rất tốt, sau đó là sự chờ đợi rất dài. Ở trong không gian yên tĩnh, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến 12 giờ đêm, nên tới rồi chứ. Đám người chúng tôi cứ như vậy mà ngồi trong nhà, cũng không nói chuyện. Tôi và Lão Phong nhắm hai mắt lại, tựa vào sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng vào lúc này, một đường âm khí như có như không bỗng nhiên truyền vào trong nhà. Mà khi âm khí này vừa xuất hiện, tôi và Lão Phong đều đồng thời mở hai mắt ra. Ngay lập tức, chúng tôi đứng dậy khỏi ghế sofa. Đến rồi. Tôi theo bản năng mở miệng nói. Tôi vừa dứt lời, Tiểu Mạn đang ngồi ở một bên khác, sắc mặt không khỏi kinh hãi, theo bản năng ôm chặt đầu gối ở trong ngực. Hai người Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh trước tiên đã lấy ra bùa mở mắt. Ở trong môn phái lớn của bọn họ đã không giống như tôi và Lão Phong dùng nước mắt trâu để mở mắt, mà là dùng bùa mà để mở mắt. Theo hai tiếng quát khẽ, hai người họ đã mở ra thiền nhãn. Tôi và Lão Phong lúc này vẫn còn lau nước mắt trâu. Sau khi cảm giác lành lạnh đi qua, tầm nhìn ở phía trước cũng trở nên rất rõ ràng. Nhưng ngay khi lúc mở mắt ra thì từng đợt tiếng trống nhạc dễ nghe đã không ngừng truyền vào từ bên ngoài hành lang. Nghe được tiếng trống nhạc này, trong lòng mọi người không khỏi cả kinh. Sau khi mở mắt, chúng tôi mới nghe thấy âm thanh này. Nói cách khác, người đang thổi khúc này khẳng định không phải là người sống. Ở phía sau cánh cửa này có quỷ đây. Ban nhạc đều mời tới, xem ra người tới không có ít, mọi người phải cẩn thận một chút đấy. Tôi vừa lên tiếng, vừa rút ra thanh kiếm búa đào.
Đám người Lão Phong và Dương Tuyết cũng lần lượt cầm lấy pháp khí của mình. Chúng tôi cũng không vội lao ra ngoài mà dự định ở trong phòng ôm cây đợi thỏ. Một khi nam quỷ kia dám vào nhà, chúng tôi sẽ trực tiếp đóng cửa mà đánh chó, sau đó là bắt lại. Cách này cũng làm thương tổn của chúng tôi giảm xuống thấp nhất, cũng là cách an toàn nhất. Bốn người chúng tôi sẵn sàng đón địch, còn Tiểu Mạn thì ở trong góc phòng khẩn trương nhìn chằm chằm chúng tôi. Ngay sau đó, chỉ nghe từng đợt tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Chúng tôi không có trả lời mà chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm cửa phòng. Sau khi tiếng gõ cửa vang lên 3 lần, ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh của một người phụ nữ. Giọng của người phụ nữ kia mang theo không khí vui mừng. "Ngày lành tháng tốt, chúng tôi xin mời phu nhân." Nghe được câu nói này, chúng tôi đều có chút khó hiểu, nhưng vẫn không có nói gì mà liếc mắt nhìn nhau. Thế nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Sau khi âm thanh này vang lên không lâu, Tiểu Mạn vốn đang ngủ trong phòng không hiểu sao lại bỏ dậy, sau đó giống như là mất hồn, đứng thẳng người từng bước từ trong phòng đi ra. "Tiểu Lan." Tiểu Mạn phát hiện ra cô ấy trước tiên vẻ mặt kinh ngạc. Nghe được âm thanh này, chúng tôi cũng quay đầu nhìn sang. Cũng vào lúc nhìn thấy Tiểu Lan, cô ấy đang đi về phía của chúng tôi, nhưng đôi mắt của cô ấy đang nhắm lại giống như là đang mộng du. Cô ấy bị làm sao vậy?" Từ Lâm Tĩnh là có chút khó hiểu. "Không biết, mau ngăn cô ấy lại," tôi thấp giọng nói. Nhưng lời vừa mới dứt, Dương Tuyết lại quát lên: "Đừng, đừng có nhúc nhích. Thứ ở bên ngoài kia đang dẫn Tiểu Lan ra ngoài, giống như là câu hồn, nhưng không phải là câu hồn. Lúc này nếu mà Tiểu Lan đột nhiên bị đánh thức, rất có thể hồn phách và tinh thần cô ấy sẽ chịu thương tổn nhất định đấy." "Vậy làm sao bây giờ?" Lão Phong cũng lớn tiếng hỏi, nhất thời không có quyết định được. Dương Tuyết sau đó nói: "Chúng ta đi theo hang ổ của bọn chúng đi." Bởi vì tình huống xảy ra bất ngờ nên chúng tôi phải tạm thời thay đổi kế hoạch. Lúc này nghe Dương Tuyết nói vậy, tôi liếc mắt nhìn những người khác. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu không làm tổn thương đến Tiểu Mạn vậy thì mất nhiều hơn được. Vậy sau khi đưa ra quyết định, chúng tôi nhanh chóng lùi ra sau. Một lúc sau cánh cửa mở ra và chúng tôi cũng nhìn nó chăm chú. Quyết định của chúng tôi là rất quyết đoán, hành động cũng vô cùng nhanh chóng. Sau khi mọi người trốn kỹ, Tiểu Lan nhắm mắt lại giống như là đang mộng du đi tới cửa. Sau đó cô ấy chậm rãi nâng tay mình lên, dùng sức với tay nắm cửa. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa đã mở ra. Trong nháy mắt, lúc cánh cửa được hé mở, tôi đang nấp sau chiếc điều hòa, liền thận trọng nhìn ra bên ngoài một cái. Vừa nhìn thì trong lòng của tôi đã lột bổ một tiếng. Bởi vì tôi phát hiện những người đó đến đón dâu, hóa ra lại là mấy người trắng. Bọn họ thấy Tiểu Lan mở cửa, người giấy trắng nữ dẫn đầu đột nhiên nói với Tiểu Lan: "Phu nhân, chúng ta được đại vương phái tới mà đón ngài, mời ngài đi theo mà chúng tôi lên đường." Tiểu Lan nghe nói như thế thì trong miệng mơ mơ màng màng nói một câu được. Sau khi nghe được Tiểu Lan nói, mấy người giấy trắng nữ kia vẫy tay ra phía sau. Chẳng nháy mắt, tiếng trống nhạc lại lần nữa vang lên. Mà Tiểu Lan cứ như vậy mà si ngốc đi theo bọn họ, từng bước đi về phía trước. Ngay sau khi bọn họ tiến vào thang máy, chúng tôi lập tức xông ra ngoài. Tiểu Mạn thấy chúng tôi lao ra khỏi phòng, lo lắng mở miệng nói: "Đinh Nguyên bảo, cậu nhất định phải cứu được Tiểu Lan trở về đấy." Nhìn dáng vẻ lo lắng của Tiểu Mạn, tôi gật đầu thật mạnh: "Yên tâm, cậu cứ ở lại chỗ này mà chờ tin tức của bọn tớ đi." Đang nói chuyện thì thang máy bên kia đã đến, mấy người chúng tôi lập tức bước vào và nhấn nút xuống tầng 1. Nhưng thật không may vào lúc này giữa đường còn có 2 cư dân khác cũng đã nhấn ngừng thang máy. 2 cư dân đó sau khi tiến vào thang máy thấy chúng tôi mỗi người cầm một thanh kiếm gỗ đào, theo bản năng đã giữ khoảng cách với chúng tôi và họ nhìn chúng tôi với vẻ khó hiểu. Chúng tôi thì cũng không quan tâm, hiện tại chỉ muốn xuống dưới cho thật nhanh. Đợi đến lúc thang máy xuống tầng 1, 4 người chúng tôi lập tức xông ra ngoài. Cũng may tốc độ của Tiểu Lan cũng không có nhanh, cô ấy chỉ dựa vào chân để bước đi. Lúc này cô ấy vẫn chưa ra khỏi tiểu khu. Nhưng dưới thiên nhãn của chúng tôi phát hiện ngoại trừ Tiểu Lan, ở bên trái của bên phải cô ấy còn có chừng 20 người. Trái phải đều có nha hoàn hầu hạ, phía trước còn có người cầm cờ, còn có nhạc công chơi nhạc. Đội hình này hoàn toàn chính là đội ngũ đón dâu. Vấn đề là đội ngũ này cũng không phải là do người sống tạo thành mà là một đám người chết.
Đương nhiên người bình thường căn bản không có nhìn thấy được cảnh tượng này và cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Trước mắt người thường chẳng có gì ngoài hai người giấy trắng và Tiểu Lan. Nhưng đêm đã khuya và cũng vắng bóng người đi lại ở trên đường. Vì vậy cho dù có hai người giấy trắng đi lại trên đường cũng không thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai. Với đội ngũ đông đảo như vậy, chúng tôi có thể dễ dàng xác định được tung tích của đối phương. Nhưng Tử Lâm Tính lại có vẻ mặt đặc biệt hưng phấn, lúc này còn đột nhiên nhảy ra một câu: "Đúng thật là kích thích mà. Đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đến chết đón dâu, không nghĩ tới cũng không khác gì mấy so với người sống đón dâu nha." Tôi có chút không nói lên lời nhưng vẫn mở miệng nói: "Đừng có nói chuyện, cẩn thận bị những người kia nghe thấy. Bây giờ chúng ta cứ theo sát xem bọn họ muốn mang Tiểu Lan đi đâu, là quỷ nào không có mắt lại dám tìm người sống ở đây kết hôn." Nói xong, chúng tôi đi theo thêm một đoạn, nhưng đúng lúc này, một chiếc xe hơi đột nhiên từ xa phóng tới. Tiểu Lan cũng vừa vặt ở ngay ở trên đường, cô ấy căn bản là không có ý thức được, còn từng bước đi về phía trước, mà chiếc xe kia cũng không có biết như thế nào, lúc này không chỉ không né mà đi thậm chí còn đột nhiên đạp mạnh chân ga. Tiếng rú ga một tiếng sắp lao đến đâm vào Tiểu Lan. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của bốn người chúng tôi bỗng nhiên trở nên kinh hoàng. Mẹ nó chứ, nếu mà bị đụng phải, Tiểu Lan còn có thể sống sót được hay sao? Mau tránh ra. Tôi lo lắng đến mức muốn nhảy ra mà hét lên nhắc nhở. Ba người còn lại cũng có tâm trạng giống như tôi. Tuy nhiên vào lúc này đám quỷ đột nhiên thay đổi. Có mấy con quỷ hồn chạy thẳng đến chiếc xe đang lao tới với tốc độ nhanh. Không đợi chiếc xe đến đó tới gần, mấy con quỷ kia đã chui vào trong xe. Lập tức chỉ nghe thấy tiếng phanh xe két một cái, tiếng xe hơi đột nhiên mất lái. Phương hướng đột nhiên rẽ sang trái, trực tiếp đâm vào hành lang bên cạnh. Rầm một tiếng nổ vang, mùi xe bị đâm móp mép đang xì ra khói đen. Về phần Tiểu Lan thì vẫn đang bước từng bước một về phía trước. Nhìn thấy cảnh này tôi liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng lo lắng cho người trong xe kia liệu có xảy ra vấn đề gì không. Tiếng trống nhạc của đoàn rước dâu vẫn vang lên không ngừng nghỉ, lúc này vẫn dẫn Tiểu Lan đi về phía trước, căn bản là không để ý tới chiếc xe hơi tông vào kia. Cùng lúc đó, quỷ hồn vừa rồi chui vào trong xe lúc này lại bay ra ngoài, cuối cùng lại hòa nhập vào đội đoàn dâu. Khi bọn họ đã đi xa, chúng tôi mới từ góc đường chạy ra. Trước tiên chạy tới chiếc xe hơi thì nhìn thấy trong xe có một cô gái. Cô ấy giống như là bị kẹt trong buồng lái không có ra được, lúc này còn đang khóc. "Tiểu thư, cô không có sao chứ?" Tôi hỏi. Cô gái kia thấy tôi, vội vàng xin giúp đỡ. Cứu tôi, mau cứu tôi. Lúc ấy nói chuyện, tôi chỉ ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc. Cô gái này cứ nhiên là uống rượu mà còn lái xe. Khó trách vừa rồi không có nhìn thấy Tiểu Lan đang đi ở trên đường, hơn nữa còn đột nhiên tăng tốc. Lần này đúng là may mắn, được quỷ giúp đỡ thành công hóa giải một vụ tai nạn xe cộ. Nhưng bây giờ chúng tôi làm gì mà có thời gian mà để cứu cô ta chứ? Ít nhất cô ta vẫn còn sống. Nếu Tiểu Lan bị kéo vào trong ổ quỷ nào đó mà kết âm hồn, kết cục chính là hồn phi phách tán. Bởi vậy sau khi tôi thấy cô ấy không nguy hiểm đến tính mạng nên cũng không có để ý tới nữa mà xoay người đuổi theo phía trước. Lão Phong lại càng không thèm để ý, cũng đi theo tôi. Dương Tuyết thì tốt bụng gọi cho cô ta điện thoại để báo cảnh sát, sau đó chúng tôi đuổi theo về phía trước. Kết quả đi theo không bao lâu, tôi phát hiện nơi mà đám quỷ này tiến đến chính là ngọn núi nhỏ mà ban ngày tôi và Lão Phong đang lục soát qua. "Lão Phong, có phải ban ngày chúng ta đã nhìn lầm rồi hay không? Đám quỷ này đang chạy về phía sườn núi nhỏ." Lão Phong nghe tôi nói xong thì cũng nhíu mày. "Chắc là nhìn lầm. Trong rừng núi kia, chỉ sợ cũng có lệ quỷ ở đó. Hơn nữa, nhìn đội ngũ đón dâu này, trên sườn núi kia e rằng có không có ít quỷ đâu." Sau khi phán đoán sơ bộ, đám quỷ đón dâu này hẳn là tới khu rừng nhỏ kia. Hơn nữa hiện tại xem ra đây bất quá chỉ là một đội đón dâu mà thôi. Nhân vật chính cũng không có ở bên trong. Hơn nữa chúng tôi cũng đoán là vậy, là một nhóm quỷ rất có năng lực. Đến lúc đi vào bên trong ngọn núi kia, ở đó có bao nhiêu quỷ thì cũng thật khó nói trước được. Lúc này sắc mặt của mọi người đều lộ ra một tia ngưng trọng, đồng thời tôi cũng lên tiếng. "Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh, trên người các cô có mang theo lá bùa bế khí hay không?" "Có, tôi cũng mang theo." Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh đồng thời mở miệng nói, hai người họ đều mang theo bùa bế khí.
Tôi khẽ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói. Có mang theo là được rồi, chút nữa sẽ dùng bùa đó mà để che đậy dương khí trên người của chúng ta, sau đó lặng lẽ tiến vào. Cái ổ quỷ này chỉ sợ không phải là thứ tốt lành gì đâu, đến lúc đó chúng ta sẽ tùy theo hoàn cảnh mà hành động. Này chú Đinh à, chúng ta cũng chỉ là có 4 người, nếu bên kia có rất nhiều quỷ thì làm sao bây giờ đây? Từ Lâm Tĩnh cau mày, nhưng tôi lại khoát tay nói. Điều này thì không cần lo lắng, nếu thật sự đánh công lại thì tôi có biện pháp đối phó với bọn họ rồi. Tôi nói một cách tự tin, Lão Phong lập tức hiểu ý của tôi. Ở phía sau tôi còn có một cô vợ quỷ vô cùng mạnh cơ mà. Ở khu vực này có quỷ nào mà không có biết chứ, chỉ cần cô ấy mà ra tay, chuyện đối phó với đám tiểu quỷ trên sườn núi này hẳn là không có thành vấn đề. Hơn nữa nếu đã trốn ở địa phương nhỏ này thì đối phương chắc cũng không quá lợi hại. Nếu quả thật là ác quỷ yêu sát gì đó ở khu vực này, chỉ sợ cũng phải nể mặt Mộ Dung Ngôn một chút. Nếu không thì nhóm quỷ lão của 3 ngọn núi, 5 ngọn đồi, 9 nghĩa trang có thể xé xác gã thành từng mảnh chỉ trong vài phút. Đối với điểm này trong lòng tôi rất rõ ràng. Lão Phong cũng biết điều đó, nhưng Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh thì không biết thân phận thật sự của Mộ Dung Ngôn. Hai người đó còn chưa biết tôi đã kết âm hôn, cho nên lúc này bọn họ có chút lo lắng, nhưng họ cũng biết rõ bên cạnh tôi có một quỷ tu vô cùng mạnh, tôi còn là đệ tử xuất mã của hồ tộc nữa. Huống chi, ngày thường tôi cũng không phải là một người thích thể hiện mà là người làm việc có lý do. Hôm nay thấy tôi đã khẳng định như vậy thì cũng không có tiếp tục hỏi nhiều mà khẽ gật đầu. Sau đó hai người lấy bùa chú ra, vừa dặn một người một lá bùa, vừa bế khí này lợi hại ở chỗ nó là có thể che giấu được hơi thở. Lúc trước âm binh quá cảnh, Dương Tuyết đã dựa vào lá bùa này cùng với bí thuật nào đó giúp chúng tôi tránh được ánh mắt của âm binh, có thể thấy được điểm lợi hại của lá bùa này. Sau khi lấy bùa xong, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Sườn núi nhỏ cách đó cũng không có xa, nhìn theo đội gỗ đoan dâu đang thổi kèn đánh trống, không bao lâu đã tiến vào trong rừng núi rừng. 3 người chúng tôi cũng lấy bổ bế khí dán ở trên ngực của mình, dùng cái này mà ngăn chặn dương khí trên thân thể, không cho dương khí tỏa ra ngoài. Mấy thứ âm tà sẽ không có cảm giác được chúng tôi. Sau đó dựa vào thiên nhãn đã mở ra mà không ngừng đánh giá sườn núi, cũng bắt đầu từng chút tới gần. Ban ngày khi tôi và Lão Phong đến đây, thấy trong sườn núi này cũng không có chỗ nào quá đặc biệt, nhưng vào lúc này thì tình hình thực sự đã khác đi. Bên trong sườn núi cư nhiên có tiếng hát hí khúc, tiếng gõ chiêng, thậm chí còn có tiếng người ồn ào giống như trong rừng núi nhảy, có rất nhiều người đang xem kịch và trò chuyện với nhau. Chúng tôi cũng men theo rìa núi từng chút đi vào bên trong. Mới đi vào rừng lập tức cảm nhận được một luồng âm khí dày đặc, mà trong không khí phảng phất có một cỗ sát khí nhàn nhạt. Đó là điều mà chúng tôi không hề cảm nhận được khi đến đây vào ban ngày. Có sát khí tồn tại, chứng tỏ là có lệ quỷ tồn tại. Chúng tôi hết sức thận trọng và không ngừng đi sâu vào trong núi. Sườn núi nhỏ này có diện tích cũng không lớn, chúng tôi đi vào không bao lâu liền nghe được tiếng hát khí khúc rất rõ ràng. Khi mọi người hé mở bụi cây trước mặt mình ra, cảnh tượng trước mắt khiến cho ai đấy đều bàng hoàng. Chỉ thấy ở bên kia bụi cây là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Trong rừng núi hoang vu lại xuất hiện một tòa nhà khá lớn, hoặc là cũng có thể gọi là sơn trang. Tấm biển trên cửa ghi là Phong Phủ. Tòa nhà kia mặc dù không xa hoa như Mộ Dung Phủ, nhưng cũng là một tòa nhà lớn, tường viện kéo dài ra thật xa, bên trong hẳn là còn rất lớn. Xung quanh tòa nhà lớn này tỏa ra âm khí nồng đậm, ở dưới thiên nhãn đang không ngừng bốc lên khí đen, trông rất quỷ dị. Nhìn thấy một màn như vậy, Lão Phong, Dương Tuyết đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mẹ ơi, nơi này thậm chí có cả một căn nhà quỷ. Từ Lâm Tĩnh kinh ngạc mở miệng nói. Tiểu Lan chắc là bị mang vào trong rồi. Dương Tuyết cũng nói theo. Tôi gật đầu. Chúng ta từ bức tường bên cạnh trèo vào xem thử tình huống bên trong thế nào đi. 3 người còn lại cũng không có nói nhảm nữa, đồng loạt gật đầu đồng ý. Sau đó chúng tôi giảm thấp tiếng bước chân, bắt đầu từng chút di chuyển đến một bên khác của tòa nhà, chuẩn bị thông qua việc trèo tường mà tiến vào nhà quỷ. Chúng tôi đã ẩn náu rất kỹ, hơn nữa còn có cả bùa bế khí trợ giúp, nên không có bất kỳ một con quỷ nào phát hiện. Tới xung quanh an toàn nên tôi là người đầu tiên trèo vào. Lão Phong, Dương Tuyết cũng nhanh chóng trèo vào theo. Trong tòa nhà quỷ này cũng không khác gì tòa nhà thời cổ đại La mấy. Có trồng một số loại cây, trông khá đẹp mắt.
Đình đài lầu các gì đó đều có đủ, thậm chí cách đó không xa còn có một cái hồ nhỏ xinh đẹp vô cùng, phòng cũng đặc biệt tinh xảo. Đối với những người đầu lần đầu tiên tiến vào tòa nhà quỷ như bọn họ đều có vẻ rất tò mò, dùng tay chạm vào đồ vật ở xung quanh, cảm giác cũng giống như là thật. Cho dù lúc này đã mở ra thiên nhãn cũng không có thể phân biệt tòa nhà quỷ này là thật hay là giả. Nhưng tôi quanh năm ra vào mộ dung phủ, thậm chí còn tới cả u dạ sơn trang của dạ phong, liền biết đến trong tòa nhà này, bất kể thứ gì mà mắt nhìn thấy, tay sờ đến đều có thể là giả. Chỉ là có đủ loại thủ đoạn này tương đối cao minh, loại người có đạo hạnh như chúng tôi hầu như không có phân biệt được thật giả. Chỉ cần đợi đến sáng mai, sau khi mặt trời mọc thì nơi này bất quá chỉ là một mảnh núi hoang mà thôi. Đình đài, lầu các, hồ nước chảy gì đó tất cả đều sẽ biến mất trong nháy mắt thôi. Bởi vì tôi đã nhỏ giọng nói với ba người còn người kia. Những thứ này đều là ảo ảnh mà thôi. Chỉ là với đạo hạnh của chúng ta bây giờ còn chưa có cách nào mà trực tiếp khôi phục nó về hình dạng ban đầu được. Chúng ta vẫn nên tiếp tục lên đường để tìm được Tiểu Lan thay vì ở đây mà nghiên cứu tòa nhà quỷ này. Ba người họ cũng biết chuyện quan trọng hơn cần làm bây giờ là nên cũng không có nhiều lời, bắt đầu đi dọc theo con đường này. Không lâu sau đó, chúng tôi đến nơi tổ chức của bữa tiệc. Nơi này hẳn là quảng trường, không chỉ có rất nhiều bàn, còn có một cái sân khấu kịch. Trên sân khấu, lúc này đã có người hát khí khúc. Khán giả ở phía dưới, không một ngoại lệ, tất cả đều là quỷ. Bọn họ hướng về sân khấu không ngừng hoan hô, lần lượt vỗ tay. Phía dưới sân khấu có một người đàn ông mặc trang phục cưới màu đỏ, đầu đội mũ chú rể. Trước ngực còn có một đóa hoa hồng lớn. Đồng thời đang nói chuyện với khách khứa đến mà để chúc mừng, tâm trạng thì cũng rất vui vẻ. Lúc này chúng tôi đang trốn trên nóc nhà bên cạnh quảng trường và đã nhìn thấy rõ cảnh tượng này. Sau khi quan sát thì có thể xác định cái người đeo hoa hồng lớn màu đỏ kia hẳn là một nhân vật chính của đêm nay, là một nam quỷ quấn lấy tiểu mạng Tiểu Lan. Sau khi xác nhận nam quỷ đó chính là chú rể đêm nay, tôi liền quay sang nói với mọi người. Đây chắc chắn là con quỷ đã quấn lấy Tiểu Lan. Bây giờ chúng ta phải bàn bạc cho thật kỹ, làm thế nào để cứu được Tiểu Lan ra, sau đó nghĩ cách bắt tên này lại. Sau đó liền nghe được Duyên Tiết nói. Âm khí nơi này dày đặc rất nặng, nhưng tôi phát hiện hầu hết mấy con quỷ ở đây cũng chỉ là có chút du hồn dã quỷ mà thôi. Hơn nữa mang theo sát khí cũng không có nhiều. Suy đoán ban đầu của tôi chính là những con quỷ này đều không có lợi hại. Này chị Tuyết, ý của chị muốn nói bốn người chúng ta phải chiến đấu với một đám quỷ này sao? Ở đây e rằng có tới 60, 70 con quỷ, chúng ta có thể là đối thủ của bọn chúng hay không? Từ Lâm Tĩnh kinh ngạc lên tiếng, Dương Tuyết cũng rất nghiêm túc gật đầu nói. Bên kia thì có rất nhiều quỷ, nhưng đa số đều là du hồn dã quỷ xung quanh đây mà thôi. Nếu chúng ta tiết lộ danh tính là người trừ tà, nếu thật đánh nhau thì những du hồn dã quỷ này còn chạy không còn kịp đấy. Dương Tuyết nói đúng, bốn người chúng ta đã đủ rồi. Lão Phong thì cũng đồng ý theo. Tôi nhìn lướt qua những con quỷ ở đây, bọn chúng quả thực là rất bình thường, đúng như Dương Tuyết nói. Khí tức mà đám quỷ này tỏa ra đều rất yếu, đừng nói là so với Mộ Dung Ngôn, Dạ Phong, cho dù là Vương Bảo Thành, Đằng Nghiêu thì bọn chúng cũng không có bằng. Là thuộc về loại kém rất xa. Cho dù chú rể quỷ có sát khí thì tôi cũng cảm thấy tu vi của gã cũng chỉ ở mức đạo sư đỉnh phong mà thôi. Tất cả chúng tôi hợp sức lại chỉ cần một đòn sấm sét liền có thể thu phục được gã. Ngay đến đây tôi hít sâu vào một hơi, sau đó mở miệng nói với Lão Phong, Dương Tuyết cùng với Tử Lâm Tĩnh. Tôi thấy biện pháp này cũng khá được, khí tức của những con quỷ này yếu như vậy, chúng ta hợp sức giải quyết hẳn là không có vấn đề gì lớn. Chuẩn bị một chút đi, lát nữa chờ Tiểu Lan đi ra, chúng ta lập tức hành động. Tôi nói thẳng, ba người còn lại cũng đều gật đầu, cũng rút kiếm gỗ đào trong tay ra. Khi thanh kiếm gỗ đào được rút ra, tiếng hát trên sân khấu bỗng dừng lại. Sau đó liền nghe được tên chú rể quỷ mặc áo đỏ kia nói. Đến đây nào, trước tiên nâng quan tài của tân phu nhân lên. Vừa dứt lời, một bên cắt liền có mấy con quỷ mang theo một chiếc phượng quan màu đen đi vào. Dáng vẻ của quỷ khiêng quan tài khác với người khiêng quan tài. Quỷ khiêng quan tài chính là gót chân sau của bọn chúng không chạm đất mà đi bằng ngón chân, nhìn qua rất quỷ dị. Tuy nhiên những vị khách có mặt ở đó đều không hề cảm thấy kỳ lạ, còn lần lượt chúc mừng chú rể quỷ.
Ê, chúc mừng Phong Đại Vương đã cưới được một người vợ khác nha. Phong Đại Vương ngày sau đã có tân phu nhân làm bạn, công lực của Phong Đại Vương tất nhiên lại tăng thêm một tầng rồi. Cảm ơn mọi người, tôi thấy canh giờ thì cũng không có kém nhiều lắm, bắt đầu bái đường đi. Chú tể quỷ nói với một ông già ở bên cạnh. Ông già kia vừa nghe thấy lời này đã vung tay lên với người bên cạnh, liền nhìn thấy một ít quỷ hầu đi ra ngoài yêu cầu khách có mặt lui về hai bên, để lại một con lớn đường lớn ở giữa, mà cuối con đường chính là cửa thông tới quảng trường. Lúc này chú tể vô cùng hăng hái, hai tay chắp sau lưng, trên mặt bày ra dáng vẻ kiêu ngạo. Ông già kia hắng giọng một cái, sau đó hô to một tiếng: Giờ lành đã đến, mời cô dâu. Theo tiếng hô đó đột nhiên vang lên 18 tiếng rồi. Rồi, tiếng roi kết thúc. Ở một đầu khác con đường bỗng nhiên có một đám người đi vào, mà một trong số đó chính là cô dâu mặc áo cưới, đội khăn trùm đầu màu đỏ, đang được bà mối dắt tay. Lúc này có rất nhiều tân khách đang chỉ trò. Phong Đại Vương thật có bản lĩnh, lại cưới một người vợ khác này. Ấy, đúng vậy, Phong Đại Vương có mị lực vô hạn như thế mà dám cưới người sống để làm vợ đấy. Phong Đại Vương rất giỏi làm việc này, bái thiên địa xong chính là vợ chồng, phía dưới cũng sẽ không có truy cứu đâu. Anh có thấy không, cái chỗ quan tài kia kìa chính là cho tân phu nhân dùng đó. Đợi cho đến ngày mai, tân phu nhân kia chính là một cỗ thi thể, còn về phần hồn phách tự nhiên là cùng Phong Đại Vương hòa làm một chứ sao. Những vị khách này nghị luận sôi nổi, nghe xong chúng tôi không khỏi nhíu mày. Tên lệ quỷ này cũng đủ độc ác, không ngờ gã lại sử dụng quy tắc một cách hợp lý, cưới một người phụ nữ còn sống, sau đó giết chết rồi hút đi hồn lực. Bởi vì âm hôn với người sống là một loại cấm kỵ, cũng coi như là một loại quy tắc, nhất định là phải có người chết. Vì vậy tên lệ quỷ này phải sử dụng quy tắc này. Chẳng những có thể hút hồn lực mà còn phải gánh nợ, thật sự đúng là đủ ác độc. Về phần cô dâu là một người sống phải chết, và cái chết cũng rất là vô ích. Thế này quả nhiên không phải là cái thứ gì tốt lành. Nhưng thiên đạo luân hồi, có thể tránh thoát quy tắc ở phía dưới, cũng đừng nghĩ mà tránh thoát được trừng phạt của chúng tôi. Lát nữa tôi nhất định phải diệt trừ tên này. Về phần cô dâu ở trước mặt, tuy rằng quần áo đã thay đổi, hơn nữa cũng đã mang theo khăn trùm đỏ, nhưng chỉ cần nhìn qua một cái, chúng tôi liền có thể khẳng định đó chính là Tiểu Lan. Thấy Tiểu Lan đi tới, bốn người chúng tôi liếc mắt nhìn nhau. Sau đó tôi đã cầm kiếm gỗ đào, trực tiếp nhảy xuống từ nóc nhà, tung người xuống, lập tức ngăn Tiểu Lan lại ở trên hành lang, không cho cô ấy đi về phía nam quỷ kia. Không đợi chúng quỷ ở đây kịp phản ứng, lúc này Lão Phong, Dương Tuyết cùng với Tử Lâm Tĩnh cũng đã cùng nhau hành động. Vèo vèo mấy tiếng, ba người bọn họ cũng giống tôi, lần lượt nhảy xuống từ nóc nhà, trực tiếp ngăn lại ở trên hành lang. Chúng quỷ ở đây nhìn thấy một màn như vậy, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Phản ứng đầu tiên trong đầu chính là cướp hôn, nhưng khi đám quỷ thấy rõ kiếm gỗ đào trong tay chúng tôi, liền hít vào một ngụm khí lạnh. Khí tức nóng rực của kiếm gỗ đào khiến cho đám quỷ dù có đứng khoảng cách xa cũng cảm thấy hồi hộp, mà bốn người chúng tôi sau khi đáp xuống đất cũng không có người ngốc đứng đó mà bắt đầu vận khí. Trong nháy mắt, đạo khí đã phát ra từ trong cơ thể của chúng tôi. Ngoại trừ tôi và Lão Phong, Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh đã trực tiếp chạy về phía Tiểu Lan cách đó không xa. Bà mối kia thấy Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh cũng hung dữ lao tới thì sắc mặt cũng chợt thay đổi. Không đợi cho bà ta phát ra âm thanh nào thì Dương Tuyết đã ra tay. Trường kiếm nhanh như chớp bung ra, chỉ nghe dầm một tiếng nổ vang, bà ta đã bị giết chết ngay tại chỗ, hồn phi phách tán. Sau đó Dương Tuyết và Tử Lâm Tĩnh đã chạy tới hai bên trái phải của Tiểu Lan và cởi khăn trùm đầu đỏ ra khỏi đầu cô ấy. Sau khi tháo khăn trùm đầu xuống, cả hai người đều sửng sốt, bởi vì tôi phát hiện Tiểu Lan lúc này ngoại trừ thay quần áo thì lớp trang điểm trên mặt cũng đã thay đổi. Tuy nhiên cách trang điểm của cô ấy lúc này trông không khác gì trang điểm cho người chết, giống hệt là nhà hỏa táng vẽ dị dung cho người chết vậy. Mà Tiểu Lan lại giống như là mất hồn, chỉ mở to mắt, cả người không có nhúc nhích. Tất cả điều này chỉ xảy ra trong chớp mắt, rất nhanh. Cho nên sau khi chúng tôi đã đoạt lại được Tiểu Lan, chúng quỷ ở đây mới phản ứng lại. Bọn chúng lùi lại vài bước và để giữ khoảng cách với chúng tôi. Một số quỷ hầu của Phong Phủ lập tức chạy tới phía trước, mà chú rể sắc quỷ kia lại đại biến, liền quát khẽ một tiếng: Người tới là ai? Dám cướp cô dâu của bổn vương!
Nghe được một tiếng gầm nhẹ thì sắc mặt của tôi đã lập tức trầm xuống, đồng thời mở miệng đáp lại. Người giết mày! Vừa dứt lời thì tôi đã vung kiếm cốt đảo lên để thể hiện ra tu vi của bản thân. Trong nháy mắt, Lão Phong bên cạnh tôi cùng với Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh ở phía sau, chúng tôi cũng đều bày ra tu vi của mình. Đều không ngoại lệ, tất cả chúng tôi đều đạt tới cảnh giới đạo sư. Cảm nhận được đạo khí ở phía sau, trong lòng tôi cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới nhiều ngày không gặp mà Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh dĩ nhiên cũng đột phá đến cảnh giới đạo sư rồi. Điều này thì cũng hợp lý thôi. Đạo hạnh của hai người này vốn dĩ là đạo sĩ đỉnh phong, huống chi hai người họ còn là đệ tử của môn phái lớn nên có được sự đào tạo bài bản và có hệ thống. Các đạo thuật mà bản thân tu luyện cũng đều thuộc loại tốt nhất ở trong nghề. Hôm nay bọn họ đạt tới tu vi này, tuy tôi có chút kinh ngạc nhưng lại càng vui mừng hơn. Mụ nội đó chứ, hiện chúng tôi chính là bốn cao thủ đạo sư. Đối phó với mấy con chó mà con mèo này căn bản là không thành vấn đề. Những quỷ hầu đang vây quanh chúng tôi cũng chỉ mạnh hơn du hồn giác quỷ bình thường một chút, thuộc loại quỷ hồn sơ cấp, chỉ có linh trí chứ không có đạo hạnh gì. Lúc này bọn chúng cảm nhận được đạo khí trong cơ thể của chúng tôi tỏa ra, sắc mặt khẽ biến, vô thức lùi về phía sau vài bước. Những vị khách có mặt ở đây thì đều bàng hoàng đến mức lui về sang hai bên. Chú rể đứng ở đầu, trong mắt sắc mặt rất khó coi. Hóa ra là mấy cái tên đạo sĩ thối dám xông tới phong phủ của tao, thật đúng là không biết sống chết. Chú rể kia vừa dứt lời, cặp mắt kia trong nháy mắt đã biến thành mắt cá chết không có đồng tử. Nghiệp chướng, xem đêm nay ai không biết sống chết đây. Nói xong lời này, tôi cũng không có ý định nói nhảm với tên này thêm nữa. Nếu đã đi tới hang ổ cổ quỷ, cũng đã gặp được nhân vật chính ở đây, nói nhiều thì cũng không có chút ý nghĩa nào. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là bắt lấy cái tên này và giết hết những kẻ có mặt ở đây đã từng làm chuyện ác kia. Đó chính là mục đích tối nay của chúng tôi, đồng thời cũng có thể giúp cho Tiểu Lan không còn bị quấy rầy nữa. Bởi vậy, những lời này của tôi vừa mới dứt, cả người giống như là một mũi tên rời cung, lập tức lao thẳng tới chỗ của con quỷ chú rể. Lão Phong cũng không có dừng lại, trong nháy mắt cũng theo sát mà tới. Sắc mặt của chú rể âm trầm, thấy chúng tôi ra tay thì cũng giống lên một tiếng. Đám quỷ hầu, bắt chúng lại, đoạt lại cô dâu cho bổn vương. Sau một tiếng rít gào, ba bốn quỷ hầu đã vây quanh. Bọn chúng đều phát ra tiếng giống cuồng nộ, lộ ra răng nanh và móng vuốt sắc bén, tất cả đều nhào về phía chúng tôi. Nhưng những tiểu quỷ này, như tôi vừa rồi đã nói, cực kỳ yếu ớt, đừng nhìn về nhiều quỷ như vậy, cho dù có gấp mấy lần chúng tôi, lúc này cùng chúng tôi giao thủ thì không khác gì lấy trứng chọi đá cả. Căn bản không phải là mối uy hiếp quá lớn. Trong chớp mắt, chúng tôi với đám quỷ hầu này bắt đầu lao vào nhau. Tôi thấy đám quỷ hầu này vươn móng vuốt sắc bén ra thì cũng không có khách khí, giơ tay lên chém ra một kiếm. Mà dưới một kiếm này, một con quỷ hầu thấy tôi vung kiếm với cái tốc độ cực nhanh thì không khỏi có chút kinh hãi. Nhưng nó cũng vươn ra móng vuốt sắc bén nhanh chóng ngăn lại. Nhưng tên này còn có tu vi quá yếu, làm sao mà có thể chống cự lại được. Kết quả chỉ nghe rầm một tiếng, tên này đã bị tôi chặt đứt thân thể ngay tại chỗ, không kịp kêu ra tiếng và đã hồn phi phách tán đi. Cùng lúc đó, đám người Lão Phong, Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh đều giao thủ cùng với những quỷ hầu khác. Không có một con quỷ hầu nào có thể chống lại chúng tôi, căn bản không cách nào mà đơn phương đối phó được với nhóm của chúng tôi cả. Về phần nhân lực thì chúng tôi ở thế hạ phong, nhưng kết quả tình thế lại nghiêng về một phía. Chỉ nghe những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, hết tên quỷ hầu này rồi đến tên quỷ hầu khác, ngã xuống hoặc là trực tiếp bị giết chết đi. Hơn nữa, quỷ tân khách có mặt ở đây đều không thể đứng yên. Những con quỷ này phần lớn là dân bản xứ ở xung quanh, hoặc là quỷ tu có đạo hạnh nhất định mà thôi. Bọn chúng thấy bốn người chúng tôi mạnh mẽ như vậy, trong lòng thì cũng lo sợ. Bốn người chúng tôi quá mạnh, những con quỷ hầu này căn bản là không có ngăn cản được, đã bị chúng tôi giết sạch, chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù cái tên Phong Đại Vương có thực lực rất mạnh kia, đối mặt với bốn người trừ tà cũng chưa chắc đã có cơ hội mà chiến thắng. Chờ một lát, chúng tôi giết sạch những quỷ hầu này sẽ chuyển hướng mục tiêu lần nữa nhắm vào bọn chúng. Tình thế không ổn và rất có khả năng bị bắt, thậm chí có thể chết dưới tay mấy đạo sĩ trừ tà này cũng nên. Bọn chúng đã đem tự do tự tại, nào có dám mạo hiểm như vậy chứ.
Giờ phút này, bọn chúng lần lượt bắt đầu tìm cho mình đường lui. Một số ít quỷ nhát gan cảm thấy tình huống không có ổn. Trong lúc chúng tôi chiến đấu với đám quỷ hầu này thì đã nhanh chóng rút lui. Nhưng có một số ít nói thì với con chú rể kia... Ê, Phong Đại Vương, nhà tôi có việc, cáo lui trước đây. Ê, Phong Đại Vương, tôi nhà tôi cũng có chuyện. Trong nháy mắt, có rất nhiều giọng nói lần lượt nói lời tạm biệt với chú rể quỷ, thậm chí cũng không đợi tên đó trả lời, đã xoay người chạy ra ngoài. Phút chốc đã chạy được hơn một nửa, đi chơi chưa được mấy bước thì bọn chúng đều hóa thành hư ảnh, biến mất vô tung. Tên sứ giả quỷ nhìn những tân khách chạy trốn này trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Cái lũ nhát gan như chuột, chỉ có bốn tên đạo sĩ mà đã bị dọa thành như vậy sao? Nói xong, tên này xòe bàn tay ra, một thanh đao lớn thình lình xuất hiện ở trong tay. Thanh đao lớn sáng loáng, phía trên còn có chìm vài cái vòng. Có 9 cái vòng, nhìn qua vô cùng khí phách. Cùng lúc đó, tôi và Lão Phong đột phá vòng vây. Một cước đá gã một con quỷ hầu còn dám chống cự, thình lình xuất hiện ở trước mặt tên chú rể quỷ kia. Gã nắm chặt thanh đao lớn, sắc mặt lạnh như băng. Mấy cái tên khốn kiếp, chúng mày có biết tao là ai không? Tao đây đích quan tâm mày là ai? Tôi khinh thường nói. Người trừ ta như bọn tao có quyền đánh mày, cho dù có giết mày thì bọn tao cũng chẳng có tội lỗi gì cả, thậm chí có thể đạt được cả công đức đấy. Chú giải quỷ lại hừ lạnh nói. Tao chính là Kiều Hoàn Đao, Phong Cửu Đao, chủ nhân của núi Kiều Phong này. Ai nói nhảm nhiều quá đấy. Lão Phong cũng mất đi kiên nhẫn. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua Lão Phong, khóe miệng nộ ra nụ cười. À, tôi cũng thấy thế đấy. Nói xong, hai người chúng tôi vô cùng ăn ý đột nhiên xông lên. Tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào chú rể quỷ kia mà tới. Tên đó thấy tôi và Lão Phong đột nhiên xông ra, cả người đều chấn động. Đột nhiên quần áo cùng với trang phục trên người của gã trong nháy mắt đã thay đổi, lộ ra một bộ áo giáp da. Lúc này toàn thân gã cũng tỏa ra khí tức mãnh liệt. Nhưng mà trình độ này cũng chỉ ngang với đạo sư trung kỳ mà thôi, chúng tôi hoàn toàn có thể đối phó được. Trong miệng của gã phát ra một tiếng gào thét, sau đó giơ kiểu hoàn đao trong tay và xông lên mà để chém giết. Trong nháy mắt, chúng tôi đã chạm mặt nhau. Bàng bàng hai tiếng, lần thứ nhất đối mặt trực tiếp đánh ngang tay. Tôi là và Lão Phong hừ lạnh một tiếng, một trái một phải lần nữa tấn công. Chú rể này... mặc dù có thực lực khá mạnh nhưng lấy một chọi hai vẫn không có chịu nổi. Sau mấy hiệp, tôi đạp mạnh một cước trực tiếp đạp gã xuống đất. Lão Phong một kiếm đuổi theo, chặt đứt cánh tay của gã ngay tại chỗ. Nếu không phải tên này có phản ứng nhanh, cũng không phải là chỉ gãy một cái tay mà đã trực tiếp mất mạng rồi. Sắc mặt của chú rể quỷ trở nên kinh hãi, vội vàng rút lui, đồng thời cũng giữ khoảng cách xa 10 mét với chúng tôi. Gã nhìn thấy cánh tay của mình đã bị chặt đứt, vẻ mặt dữ tợn. Dám khiến cho bản vương tổn thương, bản vương hôm nay nhất định sẽ khiến chúng mày phải trả giá thật lớn. Sau khi tên kia nói ra những lời này, toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo, hơn nữa khí tức trên người của gã lúc này đã xảy ra thay đổi khác thường. Sau đó chúng tôi phát hiện ra cánh tay của gã bị kiếm cơ đào chém đứt, lúc này lại đang mọc trở lại. Nhìn thấy cảnh này, tôi và Lão Phong đều sợ ngây người. Cái gì vậy? Cảnh tượng phản khoa học gì đây? Cánh tay bị đứt vẫn có thể mọc lại sao? Mặc dù gã là quỷ thuộc về vật chất vô hình, nếu trong hoàn cảnh bình thường, chân tay bị đứt là có thể mọc lại được. Nhưng vấn đề là tay của gã vừa bị kiếm gỗ đào chặt đứt, hơn nữa vừa rồi còn có dương khí cực mạnh bám vào ở phía trên. Cho dù có thể mọc lại lần nữa thì cũng phải tiêu trừ những dương khí còn sót lại kia. Đồng thời nâng cao tu vi của chính bản thân, làm như vậy có lẽ mới có thể một lần nữa mọc lại cánh tay. Nhưng dưới tình huống này, gã vậy mà vẫn còn có thể lần nữa mọc ra được cánh tay khác. Việc này thật sự quá là kinh khủng. Bàn tay kia thì dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng mọc ra. Nhưng chúng tôi chỉ ngây người trong chốc lát đã có phản ứng lại, mà đám quỷ kia vào lúc này lại gầm nhẹ. Đám chết tiệt chúng mày, lại dám cướp cô dâu của tao, bây giờ còn khiến cho tao bị thương, tao muốn chúng mày chết. Vừa dứt lời, tên này đã giơ thanh đao lớn trong tay lên rồi lao về phía chúng tôi.
Lão Phong, tên này có chút thủ đoạn, chúng ta tiếp tục. Tôi quát khẽ một tiếng, sau đó mang theo kiếm gỗ đào tiếp tục xông lên. Trong nháy mắt chúng tôi lại lao vào trận chiến, mà Dương Thiết và Từ Lâm Tĩnh ở bên kia đã xử lý xong đám quỷ hầu còn sót lại ở xung quanh. Về phần những vị khách quỷ kia, trước khi chúng tôi đột phá vòng vây, bọn chúng đã trốn được 7-8 vần rồi. Cuối cùng nhìn thấy nam quỷ không phải là đối thủ của chúng tôi, sau khi gã bị chặt đứt một cánh tay, thì thấy mấy vị quỷ còn lại cũng đã xoay người mà bỏ chạy. Lúc này tòa nhà của Phong Phủ chỉ còn lại mấy người chúng tôi cùng với 5-6 tên quỷ hầu đang chiến đấu với nhóm Dương Tuyết. Chúng tôi giao chiến rất khốc liệt, nam quỷ này cũng rất lợi hại, lấy một địch hai, còn có thể chống cự và tấn công chúng tôi. Nhưng mà tên này chắc chắn không có chống cự lại được, không nói đến việc mời Phong Ca ra ngoài hỗ trợ, cho dù không có sử dụng hỏa thiên khí thì tên này cũng không có đánh chúng tôi. Còn nữa, lúc này Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh còn chưa tham chiến, một khi bọn họ xử lý hết mấy tên quỷ hầu còn lại rồi tập trung lại đây, đến lúc đó chúng tôi 4 đánh 1 có thể trực tiếp làm thịt gã. Đánh nhau ước chừng khoảng được 5 phút đồng hồ, nam quỷ lần nữa lộ ra sơ hở, trực tiếp bị đâm vào một kiếm, thân thể của gã lảo đảo vội vàng lui về phía sau. Nhìn đến đây tôi không hề do dự, bởi vì cái gọi là thừa dịp mày bệnh liền muốn mạng của mày. Tôi bước về phía trước, trực tiếp đổ xuống một nhát chém. Nam quỷ kia sắc mặt kinh biến nhưng vẫn theo bản năng giơ trường đao trong tay lên ngăn cản, nhưng vẫn chậm một bước. Tiếng em vèo một tiếng, tôi lập tức chém nát đầu của tên này, mà thân thể gồ gã theo đó oanh một tiếng, trong nháy mắt biến mất không có thấy tăm hơi. Còn về phần thanh đao lớn trong tay gã cũng đã loảng xoảng rơi xuống đất. Nhìn đến đây, tôi hít vào một hơi thật sâu, sau đó mắng một câu khốn kiếp. Tôi cầm lấy thanh cửu hoàn đao kia đánh giá vài lần, đây là một thanh đao thật, cảm xúc không có tệ, lát nữa tôi sẽ đem về nhà dùng để chặt ván quan tài. Trong lòng của tôi nghĩ vậy, trực tiếp thu kiếm gỗ đào lại, sau đó tôi ném thanh đao lớn xuống đất, chuẩn bị đi nghỉ ngơi một lát. Mà lúc này, Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh cũng đã xử lý xong hai tên quỷ hầu cuối cùng, lúc này bọn họ cũng đã vội vàng chạy tới. Mà bọn họ nhìn thấy một màn vừa rồi, tất cả đều thở vào nhẹ nhõm. Hiện tại chuyện của Tiểu Lan cũng coi như là được giải quyết 7-8 phần rồi. Từ Lâm Tĩnh sau đó cười nói: "Chú Đinh, chú làm rất tốt đấy. Cái tên lệ quỷ đã bị chúng ta tiêu diệt, hiện tại chúng ta nghĩ cách đánh thức Tiểu Lan đi." Nghe cô ấy nói như vậy, tôi cũng gật đầu. Hiện tại lệ quỷ đã chết, chờ chúng tôi nghỉ ngơi một lát liền nghĩ cách đánh thức Tiểu Lan dậy. Lúc này Lão Phong cũng thả lỏng người, châm một điếu thuốc hút vài hơi. Tôi cũng nhàm chán mà ngồi xuống, nhưng vào lúc này Dương Tuyết lại lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, đột nhiên nói ra một câu: "Không đúng, lệ quỷ này đã chết rồi, nhưng cái tòa nhà quỷ này vì sao còn chưa biến mất?" Dương Tuyết nghi ngờ nhìn về bốn phía. Nghe Dương Tuyết nói như vậy, trong lòng của tôi cũng lộp bộp một tiếng. Đúng vậy, chủ nhân thì đã chết, vì sao tòa nhà quỷ này còn chưa có biến mất đây? Đột nhiên nghĩ đến điều này, tất cả chúng tôi đều nghi ngờ. Đám quỷ đều đã chết hết thì tòa nhà quỷ này theo lý thuyết hẳn là phải biến mất mới đúng chứ. Nhưng vấn đề là lúc này nó vẫn còn chưa có biến mất. Điều này có nghĩa là gì? Trong lòng tôi cảm thấy được có chút khó hiểu. Trong lòng rất xuất hiện rất nhiều lời giải thích. Và lời giải thích duy nhất đó chính là tên nam quỷ mà chúng tôi đã giết chết kia cũng không phải là chủ nhân của nơi này. Sau lưng của tên nam quỷ kia chẳng lẽ còn có một con lệ quỷ mạnh hơn, không bằng tòa nhà quỷ này còn không có khả năng còn có thể tiếp tục xuất hiện như vậy được. Tất cả mọi người đều trầm mặc chú ý quan sát xung quanh, vẻ mặt rất ngưng trọng. Ngày này của chúng tôi chủ yếu là liếm máu ở trên lưỡi đao, một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm nào cũng đều có thể mất mạng. Hôm nay xuất hiện việc khác thường như vậy tuyệt đối không có được lơ là. Nhưng đứng lúc mọi người đang nhìn xung quanh, khóe mắt của tôi đột nhiên quét qua mặt đất, kết quả lại liếc mắt này thì nhất thời tôi cả kinh. Tôi bỗng nhìn xuống mặt đất lần nữa, chỉ thấy thanh cửu hoàn đao này vừa gãy rơi xuống đất, lúc này đã biến mất không có thấy đâu nữa. Đao, đao không thấy đâu nữa. Tôi kinh ngạc mở miệng tìm kiếm xung quanh. Đao, đao gì cơ? Từ Lâm Tĩnh cất tiếng nói. Chính là cái thanh đao lúc trước tên lệ quỷ kia đã dùng. Nó là đao thật, không phải là đồ giả. Nhưng mà lúc này nó đã biến mất rồi. Tôi tiếp tục nói, tim không ngừng đập liên hồi. Tôi có cảm giác rằng mọi thứ không có đơn giản như vậy. Rồi chúng ta cùng nhau kết thúc tập 102 ở đây. Các bạn có thể comment cảm xúc của các bạn
ở dưới tập này xem có những cảm xúc gì, và rất mong các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh để cho mình có thêm động lực làm những cái video mới và hay hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo.